Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,27%. Giao dịch quanh mức 1.786,92 đô la Mỹ trên một ounce với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại. Mức thấp nhất là 1.783,73 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.798,64 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu tăng trở lại sau thời điểm cuối ngày hôm qua, hiện tại chỉ còn giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,12%. Thời điểm này đang đứng quanh mức 104,706 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm nhẹ, hiện tại đang đứng quanh mức 16.607 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh với tỷ lệ tăng là gần 3%, hiện tại đang đứng ở mức 3,594% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng trong xuống tăng, hiện tại mỗi thùng dầu đang đứng ở mức 75,600 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo Kikonews, giá vàng tăng khiêm tốn trong đầu phiên giao dịch hôm qua 19 tháng 12 theo giờ Việt Nam, trong bối cảnh tuần giao dịch bắt đầu yên tĩnh hơn trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Các thị trường bên ngoài quan trọng đang ở trạng thái thân thiện nhẹ đối với thị trường kim loại hiện nay do chỉ số đồng bạc xanh yếu hơn và giá dầu thô ổn định hơn. Theo nhà phân tích Giovanni Stonovo của UBS cho biết, để chứng kiến sự phục hồi bền vững hơn về giá trị của kim loại quý này, chúng ta cần tiến gần hơn đến thời điểm kết thúc đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, miễn là Fed tiếp tục phát đi thông điệp rằng họ có ý định tiếp tục tăng lãi suất cao hơn nữa để chống lạm phát. Điều này sẽ giữ giá vàng ở mức thấp hơn. Trong tuần trước, thì Chủ tịch Fed ông Jerome Powell cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ đưa ra nhiều đợt tăng lãi suất hơn trong năm tới, ngay cả khi mà xảy ra tình trạng suy thoái kinh tế. Với tuyên bố như thế này thì đã ngay lập tức đẩy giá vàng xuống mức lỗ tuần thứ hai liên tiếp. Bên cạnh đó thì theo cuộc khảo sát của World Economic cho rằng chỉ số lòng tin doanh nghiệp của Trung Quốc đang ở mức thấp nhất kể từ ít nhất là tháng 1 năm 2013. Phản ánh tác động của việc bùng phát dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh tế tại nền kinh tế số 2 thế giới này. Trước đó thì cũng theo Reuters, chiến lược gia Jerome Rong của công ty dịch vụ giao dịch trực tuyến LC Market tại Anh cho biết thị trường vàng đang cố gắng vượt lên để bù đắp lại sự sụt giảm trước đó khi mà giới đầu tư nhận thấy rằng dù Fed có tiếp tục nâng lãi suất nhưng phản ứng tăng giá của đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu dường như vẫn được kiểm soát. Các nhà hoạch định chính sách của Fed có thể cần phải nâng lãi suất lên trên mức đỉnh là 5,1% và có thể giữ ở mức đó vào năm 2024 để loại bỏ lạm phát cao trong nền kinh tế. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng nhẫn SJC tiếp tục đi lên, trong khi đó thì giá vàng miếng SJC lại đứng yên. Cụ thể, sau khi mà giảm tới 250.000 đồng trên lượng vào ngày 16 tháng 12, thì giá vàng nhẫn bộ số 9 của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay vẫn thường gọi là SJC vào ngày 17 tháng 12 đã quay đầu đi lên. Cụ thể, trong phiên 17 tháng 12, giá vàng nhẫn bộ số 9 được SJC niêm yết ở mức là 52,9 triệu đồng trên lượng mua vào và 53,9 triệu đồng trên lượng bán ra. Như vậy là tăng thêm 250.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán so với hôm trước đó là ngày 16 tháng 12. Cho đến thời điểm cuối ngày hôm qua 19 tháng 12, giá vàng nhẫn bộ số 9 tại SJC vẫn tiếp tục xu hướng tăng của cuối tuần trước. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá nhẫn bộ số 9 được SJC niêm yết ở mức 52,95 triệu đồng trên lượng mua vào và 53,95 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng thêm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều. Như vậy, so với ngày 16 tháng 12, thì giá vàng nhẫn bộ số 9 của SJC đã tăng 300.000 đồng trên mỗi lượng. Còn với giá vàng nhẫn tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay vẫn thường gọi là PNG, trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua thì đang niêm yết ở mức 52,9 triệu đồng trên lượng mua vào và 54 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra sau khi mà hạ tới nửa triệu đồng trên lượng trong ngày 15 tháng 12. Tương tự như vậy thì giá vàng miếng SJC trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua thì hầu như cũng không có nhiều thay đổi so với phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ có một vài hệ thống kinh doanh là điều chỉnh giảm nhẹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Ở thời điểm này thì giá vàng miếng SJC sau khi được điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua thì cũng không có điều chỉnh về giá. Còn với giá vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác vẫn trong xu hướng tăng nhẹ và đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.620.000, bán ra 6.702.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều vào không thay đổi. Doji Hà Nội mua vào 6.600.000, bán ra 6.690.000. Phú Quý SJC mua vào 6.605.000, bán ra 6.685.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.606.000, bán ra 6.683.000, giảm 9.000 ở chiều mua, 11.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.615.000, bán ra 6.685.000, giảm 15.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.600.000, bán ra 6.670.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.690.000, giảm 30.000 ở chiều mua, 60.000 ở chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.600.000, bán ra 6.690.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.620.000, bán ra 6.702.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại thì cũng không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng, hay là chênh lệch trong khoảng 80.000 cho đến 82.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Vào thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.620.000, bán ra 6.702.000. SJC Huế mua vào 6.617.000, bán ra 6.703.000. SJC Bình Phước mua vào 6.618.000, bán ra 6.702.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.622.000, bán ra 6.705.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.620.000, bán ra 6.702.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.618.000, bán ra 6.702.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại tăng nhẹ trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Vào thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.295.000, bán ra 5.395.000. Nhận bột số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.295.000, bán ra 5.405.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.275.000, bán ra 5.355.000. Vàng 24K mua vào 5.172.000, bán ra 5.302.000, tăng nhẹ 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 3.831.7.000, bán ra 4.031.7.000. Vàng 14K mua vào 2.937.3.000, bán ra 3.137.3.000. Vàng 10K mua vào 2.048.3.000, bán ra 2.248.3.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.